第一百一十四天，ngày một trăm mười bốn. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Em biết rồi, em sẽ về đúng giờ mà. Bye bye. 我知道了，我会准时回去的。拜拜。我知道了。Bye bye. 我会准时回去的。我知道了，我会准时回去的。我知道了，我会准时回去的。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Một hai câu thôi. Y Chỗ nào? Nào cái tỷ phạm. Chính là chị ấy dạy đấy. Chịu sửa tha chéo đó Người Hà Nội đại bộ phận đều. Ở nãy rần, đâu. Nhất định khá sự đúng không? Ý định là bà. Đã là bạn bè. Chỉ là là bạn bè. Gọi đồ mình thường đến tiệm này đọc sách tự học. Tôi thường lái tiệm này đọc sách tự học. xí? Có đến khẩu vị của bạn hay không? Vừa ăn cơm chưa? 刚吃午饭。没工资。开公司。看情况的。看情况吧。nói chung nói chung là，总之。ở bên ngoài。 在外面，柳 d 小羊。费琳娜，回到家，lúc nào 什么时候回来，什么时候去。 Trước tiên như vậy đi. Xuyên như vậy bà. muộn chút gặp lại. Quán đèn diện. Nhớ gọi điện thoại thông báo cho chị. chị. đỡ điện điện thoại thông báo cho chị. thông 会准时回去的。拜拜，拜拜。